Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của BYN TV 57.3. Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam mua thêm 2 chiến hạm JIPA. Thương mại Mỹ-Việt tăng 1.200% sau 10 năm thương lái nước ngoài mua vét lá vải thiều là những tin tức đáng chú ý cùng nhiều tin tức quan trọng khác chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Nhưng trước hết, quốc nam từ trong nước có bài ghi nhận về tình hình giá máy bay tăng vọt trong mùa trước Tết. Sau đây là phần chi tiết. Tin quốc nội ngày 8 tháng 12 năm 2011 Bộ Tài chính đã đồng ý cho các hãng hàng không tăng giá vé máy bay nội địa từ ngày 15 tháng 12 theo đó sẽ có nhiều mức giá, giá vé khứ hồi Sài Gòn Hà Nội cao nhất đến 8,6 triệu đồng. Như vậy, từ ngày 15 tháng 12, mức giá cao nhất đường bay Sài Gòn Hà Nội có thể là 2,69 triệu đồng một vé, chưa kể thuế và phụ phí. Quyết định do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu ký cũng cho biết sang năm 2012, các hãng hàng không sẽ được bán vé ở mức tối đa là 3.000 đồng một km bay. Theo đó, mức giá vé máy bay tối đa cho đường bay Sài Gòn Hà Nội 1.280 km sẽ là 3,84 triệu đồng một chiều, chưa kể 10% thuế và phụ phí. Đường bay xa nhất là Hà Nội Phú Quốc và Hà Nội Côn Đảo. Do hãng hàng không e Mekong khai thác sẽ có mức giá cao hơn tối đa là 20%, mức giá là 3,84 triệu đồng. Trả lời câu hỏi vì sao các hãng hàng không tiếp tục đề nghị tăng giá vé các chặng nội địa trong khi tháng 4 năm 2011 giá vé vừa được nâng lên mức trần mới cao hơn mức cũ trung bình gần 23%. Đại diện các hãng hàng không cho rằng nhằm đảm bảo kinh doanh có lãi, hơn nữa đề xuất tăng giá vượt trần này chỉ được thực hiện trong các khoảng thời gian cao điểm như dịp Tết hè. Đại diện hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết bên dưới sẽ còn nhiều mức giá khác thấp hơn. Các công ty du lịch khi nhận được những thông tin này thật sự đứng ngồi không yên. Trưởng phòng du lịch nội địa công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist, ông Trần Văn Bảo cho biết, đây thực sự là một tin sốc đối với các công ty du lịch nội địa. Theo ông Bảo, nhiều tour nội địa đã lên giá bán, một lượng khách đã đăng ký đóng tiền mua tour với giá tăng 5 đến 15% so với ngày thường. Giờ những khách chưa đăng ký mua tour liệu họ có thể chấp nhận nổi mức giá còn tăng hơn trước? Bà Bùi Viết Thủy Tiên, giám đốc công ty dịch vụ lữ hành quốc tế Asian Travel thì thật sự không biết phải giải quyết thế nào vì giá tour công ty đã ký hợp đồng với các đối tác nước ngoài cho đến hết năm 2012 thậm chí nhiều đối tác còn đăng ký đến tháng 3 năm 2013 tin Quốc Nam tường trình từ Việt Nam Cảm ơn Quốc Nam quay sang một số tin tức khác Cộng sản Việt Nam mua thêm hai chiến hạm g Tin cho hay, Cộng sản Việt Nam vừa ký hợp đồng mua thêm hai chiến hạm Jipa của Nga để nâng cao năng lực của hải quân. Hợp đồng thứ hai này được ký tại chính nơi triển lãm với Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí Nhà nước Nga Rosoboronexport. Trong năm nay, Việt Nam đã nhận hai tàu chiến G3 3.9 do nhà máy đóng tàu Zelinodos Jockey sản xuất theo một hợp đồng ký từ năm 2006. Hai tàu chiến đời mới này có tên là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thế Tổ được coi như các chiến hạm đầu đàn của Hải quân Cộng sản Việt Nam. Được biết, giá trị mỗi chiếc G3 3.9 có thể lên đến tới trên 150 triệu đô la. Hai chiếc Đinh Tiên Hoàng và Lý Thế Tổ được trang bị hỏa tiễn tấn công, trong khi hai chiếc mà Cộng sản Việt Nam mới ký hợp đồng mua sẽ có thêm thiết bị chống tàu ngầm và các vũ khí khác. Tàu hộ tống G3 3.9 sử dụng công nghệ tàng hình, có khả năng hiện diện tối thiểu trên màn hình radar của đối phương. Thương mại Mỹ-Việt tăng 1.200% sau 10 năm. Đánh dấu 10 năm kỷ niệm Hiệp định Thương mại song phương Mỹ-Việt, gọi tắt là BTA, Hoa Kỳ công bố các số liệu cho thấy trao đổi mậu dịch hai nước từ tháng 12 năm 2001 đến nay tăng từ 1.5 tỷ đô la lên 20 tỷ đô la. Nhân dịp này, đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông David Shear cam kết rằng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai nước là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông ở cương vị đại sứ. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đưa ra con số rằng trong 10 năm qua, thu nhập thực tế tại Việt Nam đã tăng trưởng trung bình từ 7.2% mỗi năm và GDP bình quân đầu người đã tăng từ 413 Mỹ Kim năm 2001 lên 1.300 Mỹ Kim vào năm 2011. Quyết định của Tổng thống Bill Clinton lúc đó bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995 và chuyến thăm của ông tháng 11 năm 2000 đã mở đường cho hiệp định BTA ký thời Tổng thống George Bush có hiệu lực từ tháng 10, ngày 10 tháng 12 năm 2001. Kuwait thăm dầu, dầu khí ở Nam Côn Sơn công ty khai thác dầu khí Kuwait thuộc tập đoàn dầu khí nhà nước Kuwait tuyên bố họ sẽ tiến hành thăm dò khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên ngoài khơi của Việt Nam vào năm 2012. Công ty dầu khí Kuwait đã có được ba lô khai thác dầu ngoài khơi Việt Nam từ năm 2009 và sẽ tiến hành kế hoạch khoan thăm dò mũi đầu tiên tại các lô này vào năm tới. Theo ông Ali Al Samari, công ty này tìm kiếm cơ hội nhằm sản xuất được một lượng tương đương 200.000 thùng dầu từ nước ngoài vào năm 2020 trước đó truyền thông việt nam đưa tin tập đoàn dầu khí quốc gia petro việt nam và công ty copec cũng đã quan tâm tới việc mua cổ phần của tập đoàn bp và các đối tác khác trong dự án khí đốt nam côn sơn ngoài khơi việt nam Ngoài Kupec, công ty dầu khí Nga liên doanh với Anh là TNKBP và tập đoàn khai thác dầu và khí đốt Ấn Độ ONGC đã có kế hoạch thăm dò khai thác. Sự có mặt của Ấn Độ tại đây đã khiến Trung Cộng lên tiếng phản đối. Dân biểu Sanchez đòi Việt Nam ngừng lạm dụng luật tin từ Hoa Thịnh Đốn nhân dịp ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 sắp tới, dân biểu liên bang Loretta Sanchez hôm qua đã đệ trình nghị quyết HR 484 đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng các quyền căn bản con người, chấm dứt lạm dụng các điều luật về an ninh quốc gia như điều 79 và điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam mà họ thường dùng làm lý do bắt giữ công dân yêu chuộng tự do dân chủ một cách ôn hòa. Thông cáo báo chí của Văn phòng nữ dân biểu viết rằng, nhà nước Việt Nam liên tục sử dụng điều luật mơ hồ như 79 và 88 của Bộ luật hình sự để đàn áp những ai yêu chuộng dân chủ và muốn biểu lộ ý kiến của mình. Tất cả những tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ một cách bất công cần phải được trả tự do vô điều kiện. Nữ dân biểu đại diện địa hạt 47 của California cho biết thêm rằng, nếu hành động quảng bá nền dân chủ bị xem là tội hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì nhà cầm quyền Hà Nội cần phải cải tổ những bộ luật hình sự và phải thiết lập ra các tiêu chuẩn nhân quyền mới để tuân thủ các quy ước quốc tế về quyền con người. Las Vegas sen muốn mở sòng bạc ở Việt Nam. Tập đoàn xây dựng khách sạn, khu giải trí và sòng bạc lớn nhất thế giới, Las Vegas Sen, bày tỏ ý định xây dựng một khu phức hợp trị giá đến 2 tỷ đô la tại Sài Gòn. Chủ tịch tập đoàn ông Sheldon Adelson đã trình bày ý tưởng này với Bí thư Thành ủy Sài Gòn là Lê Thanh Hải tại cuộc gặp vào chiều thứ tư ngày 7 tháng 12 vừa qua. Ông Adelson hiện đang có chuyến thăm Việt Nam để vận động sự chấp thuận của chính quyền cho dự án này sau cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Sài Gòn, ông đã bay ra Hà Nội để trình bày ý tưởng dự án với các quan chức chính phủ Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Las Vegas Sen dự tính xây dựng một khu phức hợp bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu triển lãm, hội chợ, khu hội nghị, trung tâm mua sắm, spa, khu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, khu trò chơi, khu thể thao vân vân. Thông tấn xã Việt Nam nói, trong buổi gặp này, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã bật đèn xanh cho dự án của Las Vegas Sen ở thành phố Sài Gòn. Ở Việt Nam hiện nay, chỉ có các sòng bạc nhỏ dành cho những người mang hộ chiếu nước ngoài. Sòng bạc lớn nhất ở Việt Nam hiện nay là Casino Đồ Sơn ở Hải Phòng. Thương nhân ngoại quốc mua vét lá vải thiều tin từ Việt Nam, phong trào thu mua lá phơi khô xuất cảng khiến dư luận Việt Nam lo lắng mùa vải thiều năm nay sẽ bị cạn kiệt, theo bi.net.vn, giới thương lái đua nhau đến vùng Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang nổi tiếng vải thiều thu mua gom vét sạch lá loại cây này. Gần một tháng nay, nhà nông Lục Ngạn đua nhau bức sạch lá vải thiều để phơi khô gom bán. Riêng tại nhà của ông Nguyễn Đăng Đạo, lá thiều được đóng gói trong hàng chục bao tải, khoảng 100 tấn, chờ người đến chuyển đi. Ông Ngạn cho biết giá bán khoảng 1.000 đồng một ký, tương đương với 5 cent. Giới nông dân cũng cho biết thêm, nghe nói lá khô sau đó được đưa về kho ở Hà Nội để chờ xuất khẳng. Phong trào tỉa lá kéo dài gần một tháng nay mà không ai nghe động tĩnh gì từ phía chính quyền địa phương. Mới đây, Bi.net cho biết, ông trưởng phòng nông nghiệp huyện Lục Ngạn vừa lên tiếng cảnh cáo rằng cây sẽ cho ra lá non thay vì ra hoa và có nghĩa là mùa vải thiều năm nay sẽ lâm vào tình trạng thất bát trầm trọng trong khi đó theo ông chủ tịch hội đồng y việt nam nguyễn văn hướng chưa hề nghe tin có việc sử dụng lá vải thiều khô để chế thuốc dư luận lục ngạn đang hoang mang trước suy đoán cho rằng có thể họ bị sa vào bẫy của ai đó cố tình triệt tiêu mùa vải thiều lục ngạn nổi tiếng ở việt nam Mới đây, không lâu, trong nước rộ lên phong trào thu gom đĩa bán cho thương lái Trung Cộng để làm thuốc đông máu. Nhiều cư dân miền Nam, đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh, còn cho xây hồ nuôi đĩa để bán. Tuy nhiên sau đó thì thương lái không thấy xuất hiện mà chỉ thấy đĩa có mặt khắp nơi, khiến người dân tốn nhiều công sức và tiền của để tiêu diệt mà không xong. Và bây giờ đến việc thu gom lá vải thiều. rùng rợn chuyện hổ trèo rào ở vườn thú thủ lệ. Trong khi chưa hết xôn xào về clip quay cảnh bốn thanh niên xỉa răng cho hổ mà BYN TV đã loan vài hôm trước đây, thì cư dân mạng lại thêm một lần phát hoảng về một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một chú hổ con leo theo hàng rào, chui hẳn đầu ra ngoài, nhìn xuống đám đồng. Trong đoạn clip dài hơn 2 phút này, bằng điện thoại di động, một bạn đọc đã quay lại một cảnh một con hổ chừng 30 kg từ từ trèo theo hàng rào bảo vệ chuồng tại công viên Thủ Lệ Hà Nội. Chú hổ này bám theo các khe song sắt dần lên tới nóc chuồng cách mặt đất đến gần 9 mét. Chưa dừng lại ở đó, chú hổ tiếp tục thò hẳn nửa thân người trên ra bên ngoài qua khe hẹp trên nóc chuồng, ngó nghiêng xuống đám đông hiếu kỳ ở phía dưới, trong đó có rất nhiều trẻ con. Nhiều người trong đám đông tỏ ra vô cùng lo sợ khi thấy đột nhiên trên đầu xuất hiện một vị chúa sơn lâm. Ngay sau đó đã có khoảng 6 đến 7 nhân viên bảo vệ xuất hiện từ cả bên trong và bên ngoài chuồng bằng tìm cách đưa con hổ đang cố vượt rào xuống dưới đất. Chú hổ phản kháng khá dữ dội khi tiếp tục dùng chân trước tác nhưng không trúng ai. Cuộc giải cứu chỉ thành công khi một nhân viên từ nóc chuồng dùng chiếc vợt lớn úp vào đầu con hổ rồi phối hợp với người phía dưới đưa con hổ về đúng vị trí của mình. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.